Chào các bạn. Xin chào các bạn. Tớ tên là An Khánh. Tên là An Khánh. Sau đây tớ sẽ hát bài. Tớ hát hát bài. Gà trống. Gà trống. Mèo con. Mèo con. Và cún con. Và cún con. Hai ba. Nhà em có con gà trống, mèo con và cún con. Gà trống ngay ó ó ó, mèo con chăm dình bắt chuột, cún con chăm canh nhà. Bạn An Khánh giỏi quá, các bạn thưởng cho bạn An Khánh một tràng vỗ tay nào. Bây giờ bạn An Khánh sẽ hát tiếp bài hát con cò bé bé nhá. Hai ba. Con cò bé bé nó đậu canh tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào. Khi đi em gọi đi đi em chào thì ông chim mẹ có yêu ông nào. Ôi rồi, Khánh giỏi quá, các bạn thưởng cho bạn Khánh một tràng vỗ tay nào. Bạn An Khánh ước mơ lớn lên trở thành gì? Ca sĩ. Nào mời các bạn vote cho ca sĩ An Khánh một bình chọn nhá. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Lại cúi chào các bạn.